Chào các bạn, lại là mình, Minh đây. Hôm trước thì chúng mình đã nói về các loại học bổng ở Nhật rồi. Và mình nhận được nhiều câu hỏi là: em nghe nói Nhật Bản luôn luôn yêu cầu phải liên hệ giáo sư. Vậy thì trong trường hợp nào phải liên hệ giáo sư và trong trường hợp nào không cần liên hệ? Mình xin trả lời câu hỏi đấy như sau. Đa số với các chương trình thực tập nghiên cứu và các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, tóm lại liên quan đến yếu tố nghiên cứu thì các bạn sẽ cần liên hệ giáo sư. Đặc thù chương trình thực tập nghiên cứu và tiến sĩ là nghiên cứu rồi, đúng không? Thì mình sẽ không bàn đến nó nữa. Tuy nhiên đối với chương trình thạc sĩ thì sao? Ở hầu hết các quốc gia, thạc sĩ có thể chia làm hai loại thạc sĩ chính: thạc sĩ by coursework và thạc sĩ by research work. Thạc sĩ by coursework là hầu hết các bạn sẽ học tín chỉ tham gia khóa học. Còn thạc sĩ by research work là phần lớn thời gian các bạn sẽ dành nghiên cứu. Khi mà mình phân chia là thạc sĩ by research work và thạc sĩ by coursework, không phải là lúc nào cũng 100% đâu. Ví dụ như thạc sĩ by coursework chẳng hạn thì hoàn toàn có thể là 70% thời lượng các bạn sẽ học các khóa và lấy tín chỉ, còn 30% còn lại thì các bạn sẽ làm một luận án nhỏ, đề tài nghiên cứu nhỏ. Còn đối với thạc sĩ by research work chẳng hạn thì các bạn cũng có học các khóa nhỏ chứ. Ví dụ như học lấy khoảng 20-30 tín chỉ chẳng hạn, và sau đấy thì phần lớn thời gian, ví dụ như 1,5 năm trên 2 năm tổng thời gian học thạc sĩ của bạn sẽ dành để nghiên cứu. Thì phần nào nhiều hơn mình sẽ gọi thạc sĩ của cái phần đó. Đối với Nhật, phần lớn các chương trình thạc sĩ là thạc sĩ by research work, yêu cầu yếu tố nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, có những chương trình thạc sĩ mang tính ứng dụng nhiều hơn, ví dụ như MBA chẳng hạn. Thì đối với những chương trình MBA như thế, bạn hoàn toàn không cần phải liên hệ giáo sư. Nên nhớ là việc liên hệ giáo sư chỉ áp dụng đối với những chương trình nghiên cứu thôi. Vì vậy, các bạn mà định apply bậc đại học chẳng hạn, thì yên tâm là các bạn sẽ không cần phải liên hệ với bất kỳ ai, mà chỉ nộp bộ hồ sơ trực tiếp đến trường thôi. Hy vọng cái video này của mình đã giải đáp thắc mắc cho các bạn có ý định và tìm kiếm giáo sư nghiên cứu.